Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Long vừa có văn bản yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2022. Theo đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung tuyên truyền phổ biến các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, quan tâm giới thiệu những sản phẩm dịch vụ thương hiệu Việt chất lượng, những địa chỉ doanh nghiệp uy tín để người tiêu dùng có thông tin về sản phẩm hàng hóa thương hiệu Việt trên thị trường. Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh ưu tiên sử dụng nguyên nhiên vật liệu và yếu tố đầu vào là các sản phẩm hàng hóa dịch vụ của nhau. Các cơ quan đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước ưu tiên sử dụng sản phẩm hàng hóa dịch vụ Việt Nam phù hợp với cam kết quốc tế và luật pháp của Việt Nam. Khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trong sản xuất, phân phối sản phẩm, chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Ngoài ra, Ban Thường vụ tỉnh ủy còn chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam, chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, chương trình Make in Việt Nam, chương trình mỗi xã phường một sản phẩm, thường xuyên kiểm tra kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, vận chuyển, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng tại địa phương.